Tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng, tiếng cãi chửi nhau ầm ĩ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng cuộc cãi vã ấy lại không làm ảnh hưởng tới cô gái đang nấu cơm ở dưới bếp, bởi cô đã quá quen với những trận cãi vã của bố mẹ cô rồi. Bố dượng của cô là một người đàn ông nát rượu, ngày nào ông ấy cũng say rượu và chửi mắng mẹ của cô. Gần một năm nay, ngày nào họ cũng cãi vã to tiếng, nhưng cô không có một chút cảm xúc nào cả, bởi vì cô biết mẹ cô đang suy tính những chuyện gì. Và ngôi nhà này của ông chú nát rượu chỉ là chỗ ở tạm bợ của mẹ cô. Cô lấy cơm rồi bảo đứa em béo ú của mình: "Béo, ăn cơm thôi." Thằng béo vừa ăn bánh ngọt xong nên nó nhăn mặt nói: "Em vẫn no lắm, em không ăn đâu." Cô chỉ quay lại nhìn nó rồi nói: "Em hãy mau ăn cơm chị nấu đi, bởi vì sắp tới em sẽ không được ăn cơm chị nấu nữa đâu." Thằng béo tròn xoe mắt nhìn chị và hỏi: "Chị nói vậy là sao ạ?" "Chị sắp đi khỏi đây rồi, em hiểu ý của chị không?" Thằng béo vội bê bát cơm lên ăn ngon lành, bởi vì nó biết đây có thể là bữa cơm cuối cùng mà chị nó nấu cho nó ăn. Tuy rằng không phải là chị em ruột, nhưng thằng béo lại rất nghe lời chị của mình. Biết chị sắp đi xa nên thằng béo chợt cảm thấy buồn khó tả. Nửa đêm hôm đó, khi ông chú nát rượu đã ngủ say như chết, mẹ cô đã dậy để chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn của bà. Cô đang ngủ trong phòng thì mẹ cô sang gọi cô dậy: "Lam, Lam, dậy đi con." Nghe tiếng mẹ gọi lúc nửa đêm là cô biết mẹ cô gọi cô dậy để hai người bỏ trốn. Tuy rằng cô rất ghét cuộc sống tạm bợ này, nhưng cô lại nghĩ mẹ cô rời xa ông chú nát rượu cũng là một chuyện tốt. Thế là cô bật dậy, ôm alo quần áo và đi theo mẹ. Cô đi qua phòng thằng béo, cô thở dài nghĩ trong đầu: "Mình không kịp chào thằng béo rồi, mong nó sẽ có một cuộc sống thật tốt." Hai mẹ con nắm tay nhau và chạy bộ trên con đường mòn. Từ khi cảm thấy an toàn thì hai mẹ con mới dừng lại nghỉ chân một lát. Lúc này cô mới hỏi mẹ: "Lần này chúng ta đi đâu hả mẹ?" Mẹ cô hào hứng nói: "Lên thành phố con ạ. Mẹ chán ghét cuộc sống ở quê nghèo này rồi, chúng ta lên thành phố đổi đời thôi." Cô vui vẻ gật đầu nói: "Vâng ạ, lên thành phố mẹ phải giữ lời hứa đấy nhé. Mẹ con mình thuê nhà trọ rồi đi tìm việc làm, hai mẹ con cùng nhau làm thuê kiếm sống, rồi sống một cuộc sống bình yên mẹ nhé." Những tưởng mẹ cô sẽ gật đầu và giữ đúng lời hứa với cô trước đó, nhưng không, bà lừa mắt nhìn cô và nói: "Cái gì mà đi làm thuê? Sao mẹ có thể đi làm thuê được chứ? Mẹ có biết làm cái gì đâu." "Thế chúng ta không đi làm thuê thì làm gì hả mẹ?" "Con không cần lo, tạm thời khi lên thành phố chúng ta cứ thuê nhà trọ ở trước đã, rồi từ từ mẹ tính." Cô nhìn mẹ rồi nói giọng đầy sự khó chịu: "Mẹ lại tính tìm bố dượng cho con nữa đấy à? Sao mẹ có thể sống cả đời làm thân tầm gửi như vậy chứ? 18 năm qua mẹ tha con đi khắp nơi, mẹ gặp với bao nhiêu người đàn ông, cứ được một thời gian mẹ vơ vét được ít tiền của họ là mẹ lại bỏ người ta để đi tìm người đàn ông khác. Sao mẹ có thể sống một cuộc đời tồi tệ như vậy hả mẹ?" Mẹ cô quát vào mặt của cô: "Có câm mồm vào không? Mẹ gặp với bao nhiêu người cũng là vì để kiếm tiền nuôi con đấy. Con tưởng con dễ nuôi lắm sao? Ngày sinh con ra, con bé tí như con chuột, suốt ngày ốm đau. Con tưởng nuôi con dễ lắm đấy à? Một thân một mình mẹ làm sao mà nuôi con được? Mẹ không có gia đình, không có người thân thì mẹ phải dựa vào những người đàn ông. Con không thương mẹ mà còn nói cái giọng đó với mẹ là sao? Sao không phải là một người đàn ông thôi mẹ, mà cứ phải là nhiều người? Mỗi năm mẹ gặp với một người, mỗi năm mẹ chuyển chỗ ở một lần. Mẹ định sống như thế cả đời sao? Con đừng có kiểu trứng khôn hơn vịt. Thôi, xe tới rồi đấy, lên xe đi." Xe ô tô khách vừa tới, mẹ cô một tay cầm túi đồ, một tay kéo cô lên xe, miệng đon đả chào hỏi bác tài xế: "Anh ơi, anh cho mẹ con em lên thành phố với ạ?" "Hai mẹ con mau lên đi." Ngồi trên xe khách, mẹ cô nói chuyện với bác tài xế rất thân quen, như kiểu người nhà vậy. Còn cô thì chán nản vô cùng. Cô ngồi ngửa ra ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu cô bây giờ đầy những suy tư. "Tôi tên là Hoàng Thị Lam. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi cũng không biết bố tôi là ai. Tôi mang họ mẹ. Và 18 năm qua, mẹ tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe về bố tôi cả. Mẹ tôi từ nhỏ
sống ở trại trẻ mồ côi nên bà không có gia đình, không có người thân. Từ năm 17 tuổi thì mẹ tôi rời khỏi trại trẻ. Bà đi lang thang kiếm sống rồi quen một người đàn ông. Sau đó bà mang thai tôi. Thế nhưng khi mẹ tôi bụng mang dạ chửa, sắp tới ngày sinh, người đàn ông đó biến mất, bỏ mặc mẹ tôi một mình. Kể từ khi đó, mẹ tôi không còn tin bất cứ người đàn ông nào nữa. Những năm tháng sau đó, mẹ tôi chỉ cặp kè moi tiền đàn ông. Bà không xác định gắn bó lâu dài với ai cả. Đó cũng là lý do mà tôi có nhiều bối rượng tới như vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp. Bà tên Mai, năm nay bà mới 36 tuổi. Bà mang thai tôi năm bà 17 tuổi. Vì thế bà mới 36 mà tôi đã chọn 18. Mẹ tôi đẹp người nhưng không đẹp nết, bởi vì cách sống của bà không đẹp. Tôi là con gái của bà mà không thể chấp nhận nổi. Mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy phải không? Mẹ tôi là người phụ nữ thực dụng, gian xảo, thảo mai, sống dựa vào đàn ông. Mười mấy năm qua mẹ tôi cặp với rất nhiều đàn ông. Đàn ông có vợ cũng có, mà bỏ vợ cũng có. Thậm chí cả đàn ông chưa vợ cũng có. Nhưng mẹ tôi chưa thật lòng với bất cứ một ai. Cứ ở với họ một thời gian, mẹ tôi moi tiền được rồi là mẹ tôi lại bỏ trốn. Thế nên tôi mới nói tôi có nhiều bối rượng là thế. Chính vì cuộc sống tầm gửi của mẹ mà tôi không có một cuộc sống ổn định. Tôi cũng không được đi học. Bao năm qua tôi đều lén khi sống ở nhà cùng anh chị em, ở nhà bối rượng, nên tôi cũng được biết viết và biết cộng trừ nhân chia. Và năm ngoái, khi mẹ tôi đưa tôi về nhà ông chú nát rượu, thì tôi gặp thằng Béo. Chính thằng Béo đã dạy tôi học ngày học đêm. Đổi lại tôi nấu cơm cho nó ăn. Nhiều lúc tôi tự cười chê bản thân vì con đường học của tôi quá buồn cười. Lúc nhỏ tôi chưa hiểu chuyện thì tôi không nói. Nhưng khi tôi lớn dần lên, tôi đã hiểu chuyện hơn. Tôi nói với mẹ là không muốn sống cuộc sống nay đây mai đó. Tôi muốn mẹ xác định sống với ai thì sống, còn không thì hai mẹ con ở với nhau, thuê nhà trọ, rồi hai mẹ con đi làm thuê kiếm tiền, cuộc sống tự do mà không phụ thuộc vào ai cả. Mẹ tôi thấy tôi tỏ thái độ gay gắt thì bà cũng hứa nốt lần này nữa thôi. Sau khi chấm dứt với ông chú nát rượu thì mẹ tôi sẽ nghe lời tôi, hai mẹ con thuê nhà trọ, đi làm kiếm tiền, sống bình yên bên nhau. Thế mà hôm nay mẹ tôi lại trở mặt, khiến tôi rất buồn và chán nản vô cùng. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ tôi phải lẽo đẽo theo mẹ, ăn nhờ ở đậu cả đời hay sao? Lên tới thành phố, việc đầu tiên tôi làm là đi thuê nhà trọ. Sau khi hỏi mấy chỗ thì mẹ con tôi cũng tìm được một phòng trọ ưng ý. Ông chủ dãy trọ tên Dương, 46 tuổi. Nhà ông giàu lắm, to như cái biệt phủ ngay cạnh khu trọ. Ông Dương có 30 phòng trọ cho thuê, và ông còn mấy căn nhà lớn mặt tiền cho thuê nữa. Sao trên thành phố nhiều người giàu quá vậy? Tôi lau dọn phòng trọ sạch sẽ rồi xếp gọn đồ đạc. Mẹ tôi thì đi ra ngõ mua đồ dùng. Tôi mới ra ngoài sân để xem phơi đồ ở đâu. Phòng bên cạnh của tôi là phòng của một thanh niên trẻ tuổi. Thấy tôi, anh ấy đi ra và chào hỏi. Chào em mới chuyển tới à? Lam trả lời cho có lệ. Vâng. Anh tên Phong, còn em? Phong còn chưa hỏi chuyện xong, Lam đã đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Để Phong còn đang ngơ ngác, đứng nhìn theo Lam. Phong còn chưa hiểu là anh có nói sai gì đâu, mà cô lại phớt lờ anh như vậy. Từ nhỏ tới giờ, Lam không chơi với ai. Cuộc sống của cô nay đây mai đó cùng với mẹ. Thế nên cô không có bạn và cũng không có bản thân. Chỉ có thằng Béo ở nhà, ông chú nát rượu, mới gọi là thân mật với cô một chút. Thế nên cô lúc nào cũng lủi thủi một mình và không muốn tiếp xúc với ai. Bà Mai ra ngoài đầu ngõ mua đồ thì tình cờ bà nghe hai bà ngồi tám chuyện. Bà Mai vô tình biết ông chủ Dương đã ly hôn và sống cùng con gái. Sau khi biết ông chủ nhà của mình đã ly hôn thì bà Mai đã nảy ra một ý định táo bạo. Bà mua đồ rồi vui vẻ đi về phòng. Trên đường bà đi qua căn biệt phủ của ông chủ Dương. Bà thầm nghĩ, nếu có một ngày mình và con gái được sống trong một căn biệt phủ to lớn thế này thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Bao nhiêu năm sống dựa vào đàn ông, bà Mai chưa bao giờ được ở trong một ngôi nhà to và đẹp như vậy. Về nhìn lại căn phòng trọ bé xíu, bà Mai lại càng thèm khát được bước chân vào ngôi nhà biệt phủ kia hơn. Bà Mai xách túi đồ
Về tới cửa phòng trọ, bà cất tiếng gọi. Lam ơi, ra phụ mẹ một tay đi, nặng quá. Dạ. Lam nhanh chân đi ra ngoài, phụ mẹ bê đống đồ vào nhà. Vì mới chuyển tới đây nên hai mẹ con cô phải sắm nhiều đồ: gạo, muối, nồi cơm điện, bếp ga mini, trứng gà, lạc khô. Mẹ đi tắm đi cho mát, để con nấu cơm ạ. Ờ, mẹ nóng quá, xách túi đồ nặng mệt hết cả hơi. Bà Mai lấy quần áo đi tắm, nhìn cái phòng tắm bé tí lại còn chung nhà vệ sinh cá nhân, bà thở dài ngao ngán. Mẹ nó chứ, cái phòng tắm chật tới mức không quay nổi người nữa. Lam ở ngoài nói vọng vào. Ở phòng nhỏ thì nhà tắm nhỏ là đương nhiên mà mẹ, mà con thấy cũng sạch sẽ mà. 2 triệu một tháng đấy con à, phòng thì bé tí tẻo, đắt lòi hỏng ra. Ở thành phố phải khác ở quê chứ mẹ, con thấy ở đây cũng được rồi mà. Bà Mai tắm xong, hai mẹ con ngồi ăn cơm. Nhìn mâm cơm của hai mẹ con chỉ có rau luộc, trứng luộc, bà Mai lại thở dài. Ăn thế này thì sao mà nuốt nổi chứ. Thôi mẹ ăn tạm đi, sáng mai con đi mua thịt. Ờ. À, sáng mai con với mẹ đi một vòng để tìm việc làm mẹ nhé. Lúc sáng ngồi trên xe ô tô, con nhìn thấy có quán cơm đang tuyển người làm đấy mẹ. Bà Mai xị cái mặt xuống. Làm thuê ở quán cơm thì được mấy đồng? Con thấy ghi biển tuyển nhân viên, lương 6-8 triệu đấy mẹ. Hai mẹ con mình chịu khó làm việc cũng được 10 mấy triệu. Trừ chi phí nhà trọ này, ăn uống chi tiêu mỗi tháng thì mẹ con mình cũng để ra được 10 triệu đấy. Mỗi tháng để ra 10 triệu, con mà tới kiếp sau mới mua được nhà sao? Ở đây muốn mua nhà thì phải có mấy tỷ trong tay đấy con. Thì trước mắt chúng ta cứ tính như vậy đã, sau này mẹ con mình có vốn rồi tính buôn bán sau đi mẹ. Bà Mai nghĩ tới ông Dương chủ nhà giàu có thì bà liền nói. Con không cần lo đâu, mẹ có cách rồi. Cách gì vậy mẹ? Mẹ lại tính cặp kè với đàn ông sao? Con không đồng ý đâu, mẹ đừng như vậy nữa, con xin mẹ đấy. Mẹ còn chưa nói gì mà nhảy dựng lên thế. Con nói rồi, mai con với mẹ sẽ đi tìm việc làm. Mẹ mà còn cặp kè với đàn ông rồi đưa con tới nhà của họ sống như trước kia là con bỏ mẹ đi đấy. Con không đi theo mẹ nữa đâu. Bà Mai sốc khi nghe Lam nói như vậy. Từ trước tới giờ dù có bất mãn với bà thì Lam cũng chỉ thái độ khó chịu, chứ Lam chưa bao giờ nói sẽ bỏ đi. Thế con gái tức giận, bà Mai mới nhẹ nhàng nói. Con nói gì vậy chứ? Con không ở với mẹ thì ở với ai? Con sẽ ở một mình, con sẽ đi tìm việc làm kiếm tiền, con sẽ không sống cùng với mẹ nữa. Mẹ à, con chán ghét cuộc sống nay đây mai đó rồi. Nếu mẹ lấy ai đó và ở hẳn với người ta thì con vui vẻ đồng ý. Nhưng mẹ không xác định với ai cả. Nay mẹ ở với người này, mai mẹ ở với người kia, ai mẹ cũng chỉ lợi dụng người ta. Mẹ sống mãi như vậy mà mẹ không chán sao? Rồi chưa kể là mẹ còn bị mang tiếng là sống lợi dụng đấy đấy. Bà Mai vẫn cố bao biện cho thói hư tật xấu của mình. Bà nói với Lam. Mẹ không muốn xác định lâu dài với ai hết. Vì đàn ông trên đời này không một ai đáng tin cả. Như bố của con đấy, ông ta bỏ mẹ trong lúc mẹ bụng mang dạ chửa con. Con thử nghĩ xem, đàn ông liệu có ai đáng tin hay không? Nếu mẹ không xác định ở với ai thì hai mẹ con mình sẽ sống dựa vào nhau. Hai mẹ con mình sẽ đi làm kiếm tiền, tự nuôi nhau mà không phụ thuộc vào ai hết. Sau này mẹ già, con sẽ chăm sóc mẹ. Hai mẹ con mình sống bình yên bên nhau mà không cần dựa vào ai. Mẹ ơi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu mẹ nhé. Bà Mai biết tính Lam nên bà chỉ giả vờ đồng ý thôi. Bà hứa với Lam là sẽ không cặp kè với đàn ông và không sống dựa dẫm vào đàn ông nữa. Nói thẳng ra là bà không tìm bố dưỡng cho Lam nữa. Lam tưởng thật, cô vui lắm. Nhưng thực ra bà Mai chỉ là đang lừa cô. Một người tinh ăn mù làm như bà thì đời nào bà chịu làm thuê vất vả. Bà ta đang lên kế hoạch mới cho mình, và mục tiêu của bà Mai đang nhắm tới chính là ông chủ nhà giàu có tên là Dương. Sáng ngày hôm sau, Lam dậy sớm, cô nấu cơm ăn sáng xong, cô gọi bà Mai dậy. Cô giục mẹ cô. Mẹ ơi, chúng ta đi xin việc thôi. Bà Mai không muốn nên bà giả vờ đau bụng. Bà ôm bụng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ui ui, đau bụng quá, con chờ mẹ đã. Vâng. Thế nhưng bà Mai cứ đi ra ngoài là bà lại ôm bụng chạy vào trong nhà vệ sinh. Lam thấy không ổn thì cô vội đi tìm mua thuốc cho mẹ. Cô đưa thuốc cho mẹ và cốc nước cam. Rồi cô nói.
Mẹ đau bụng thế kia thì làm sao mà đi cùng với con được. Thôi mẹ ở nhà nghỉ đi, con đi tìm việc trước. Coi gì mai kia mẹ khỏi đau bụng rồi mẹ đi sau cũng được. Bà Mai mừng thầm trong bụng, nhưng bà vẫn giả vờ nói: mẹ không sao, mẹ đỡ rồi, để mẹ đi cùng con. Làm đỡ mẹ ngồi xuống giường. Mẹ nghe lời con, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bao giờ mẹ khỏe hẳn thì đi tìm việc cũng chưa muộn. Ờ, thế thôi, mẹ nghe lời con vậy. Dạ vâng. Làm đỡ mẹ nằm xuống giường, rồi cô đi tìm việc làm. Bà Mai chở con gái đi khỏi là bà ngồi dậy luôn. Bà lấy gương soi, rồi bà chải tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Bà Mai mặc cái áo cổ trễ, hở ngực lấp ló. Rồi bà tự ngắm mình trong gương, bà nghĩ: mình vẫn còn đẹp lắm, mình chưa già chưa xấu được đâu. Phải công nhận bà Mai rất đẹp. Bà mới 36 tuổi, vẻ đẹp mặn mà sắc sảo, cùng thân hình đẹp. Người như bà Mai ra ngoài vẫn đầy người theo đuổi. Người thì đẹp mà cái nếp thì xấu vô cùng. Sau một hồi ngắm vuốt trang điểm, bà Mai bắt đầu nghĩ cách để tiếp cận ông Dương chủ nhà. Bà Mai suy nghĩ một hồi thì bà cũng nghĩ ra một cách. Bà đi vào nhà vệ sinh, giơ chân đạp thẳng vào khóa vòi nước. Thế là cái vòi nước bật ra, nước bắn tung tóe. Nước bắn làm áo của bà Mai ướt, lại càng khiến cơ thể của bà hở hang lộ liễu hơn. Bà thấy phòng bên cạnh mở cửa, nhưng bà không gọi người ta sửa hổ. Bà chạy thẳng ra nhà ông chủ Dương, bấm chuông cửa. Bà Mai cứ tưởng ông chủ sẽ là người ra mở cửa, nhưng không phải. Người mở cửa là người giúp việc của nhà ông Dương. Bà hỏi: ai thế? Cho tôi hỏi, ông chủ có nhà không ạ? Ông chủ đang ở trên lầu đọc sách. Bà có việc gì không? À, cái vòi nước phòng tôi nó bị hỏng ấy, tôi sang nhờ ông chủ sửa giúp. Phiền bà lên gọi ông chủ Dương hộ tôi với ạ. Vòi nước phòng bà hỏng sao? Để tôi gọi thợ sửa cho. Ông chủ Dương không phải là thợ sửa. Nghe người giúp việc nói như vậy thì bà Mai thất vọng lắm. Bà đã cố tình phá hỏng vòi nước để được gặp ông chủ Dương, mà bây giờ lại không được gặp. Bà thở dài nói: vâng, thế thì bà bảo thợ giúp tôi vậy. Bà Mai thất vọng đi về phòng thì giọng ông Dương ở bên trong vọng ra: có chuyện gì vậy thím Lan? Dạ, có người tới nhờ ông sửa vòi nước. Để tôi gọi thợ luôn ông nhé. Thôi, để tôi qua xem thế nào. Hôm nay chủ nhật, cho thợ nghỉ đi. Bà Mai nghe ông chủ Dương nói như vậy, bà mừng ra mặt. Kế hoạch của bà tưởng đã thất bại, mà bây giờ lại thành công rồi. Ông Dương xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho bà Mai ngỡ ngàng. Ông Dương 46 tuổi, mà nhìn ông còn trẻ, phong độ hơn bà nghĩ nhiều. Bà Mai liền nở ra một nụ cười thật đẹp, rồi chào ông Dương. Chào ông chủ ạ, thật là ngại quá. Kia vòi nước phòng tôi nó bị hỏng rồi. Ông chủ có thể sang sửa giúp tôi được không ạ? Ông Dương vui vẻ nói: được, để tôi sang xem thế nào. Bà Mai đưa ông chủ về phòng của mình. Ông chủ Dương vội vàng vào sửa vòi nước. Bà Mai đi vào phụ giúp ông Dương. Cái phòng vệ sinh nhỏ xíu nên hai người ngồi sát gần nhau. Cái áo của bà Mai đã trễ, khi bà ngồi xuống nó lại càng trễ hơn. Cặp ngực đẫy đà của bà đập thẳng vào mắt của ông chủ nhà. Ông ngại ngùng quay đi, nhưng cái vòi nước bắn tung tóe khiến ông giật mình. Ông vội lấy tay bịt cái vòi lại, thì cũng đúng lúc bà Mai cũng đưa tay bịt vòi nước. Thế là hai bàn tay đã chạm vào nhau. Bà không vội bỏ ra mà cứ nắm lấy tay của ông. Thế là hai người tay chạm tay, bốn mắt chạm nhau. Ngay lập tức bà Mai nhìn ông chủ với ánh mắt cực kỳ gợi tình. Bà Mai áp dụng ánh mắt đưa tình mà bà đã sử dụng bao năm qua để mồi xả đàn ông. Bây giờ bà lại dùng ánh mắt đó để thu hút ông chủ Dương. Và đúng như bà Mai suy tính, ông chủ Dương ngại đỏ bừng cả mặt. Ông lúng túng quay mặt đi. Bà Mai lúc này mới buông ra và nhẹ nhàng nói: anh Dương, ướt hết rồi kìa, đem lấy khăn lau cho anh nhé. Thôi không sao, lát tôi về nhà tắm luôn cho mát. Dạ, anh về phải tắm luôn đấy, để nước ngấm vào người, lạnh để ốm đấy ạ. Chỉ một câu nói đầy sự quan tâm, ấm áp của bà Mai mà đã khiến cho ông Dương động lòng. Một người ly hôn vợ đã gần 10 năm, ông Dương thiếu sự quan tâm của người phụ nữ. Nên lại được một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm, thật sự khiến cho ông Dương ấm lòng. Sửa xong vòi nước, bà Mai đã lấy khăn lau nước trên tóc của ông Dương. Bà cứ sán lại gần để dụ ông Dương vào bẫy tình mà bà đang giăng sẵn. Ông Dương ngại ngùng,
nhưng ông lại khó từ chối sự quan tâm của bà Mai. Trước khi ông Dương về, bà Mai còn cảm ơn ông Dương và tiễn ông ra tận cửa. Nhìn vẻ mặt lúng túng của ông Dương, bà Mai nhếch miệng cười. Trong đầu bà đã đoán được kết quả. Khi ông Dương về, bà Mai đi vào phòng mà cười thầm. Ông chủ giàu có ơi, giờ ông sẽ là của tôi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bà Mai bắt đầu nghĩ về cuộc sống giàu sang sung túc. Khi được làm vợ của ông Dương, bà sẽ được làm chủ của căn biệt phủ lớn kia, sẽ là bà chủ của 30 phòng trọ và nhiều căn nhà lớn ở mặt phố cho thuê. Từ lúc đó, bà phải dùng tiền để lót làm ga giường, nằm ngủ cho mát mới được. Mùi thơm của tiền sẽ khiến bà ngủ ngon lắm cho mà xem. Ông Dương trở về nhà, thím giúp việc hỏi ông đã sửa xong chưa. Ông trả lời xong rồi và coi như không có chuyện gì. Nhưng khi ông đi tắm thì trong đầu ông lại cứ hiện lên hình bóng của bà Mai. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng của bà Mai thật sự đã thu hút ông Dương, khiến ông mất tập trung. Ông Dương bắt đầu để ý tới căn phòng trọ số 19 của mình. Căn phòng số 19 đó chính là phòng của bà Mai. Ông bắt đầu hay đứng ở cửa sổ nhìn về phía căn phòng trọ đó. Mà thật trùng hợp, bà Mai lại ngồi ở cửa phòng trọ khâu áo. Đúng tầm nhìn của ông Dương, nhìn dáng vẻ ngồi khâu áo của bà Mai khiến cho ông Dương lại nhớ về thời ông còn nhỏ. Hình ảnh của mẹ ông ngồi khâu áo cho ông thật đẹp biết bao. Ông Dương chợt nghĩ, bà khó khăn tới mức áo rách phải khâu vá lại như vậy sao? Ngay chiều hôm đó, ông Dương đã chủ động tới căn phòng trọ số 19 để hỏi chuyện bà Mai. Nhìn thấy ông Dương, bà Mai vội chỉnh lại quần áo, lịch sự hỏi ông. Anh Dương, anh tìm em có chuyện gì ạ? À, tôi thấy Mai ngồi một mình nên tôi qua hỏi chuyện với Mai một lát cho vui thôi. Không biết là Mai có tiếp chuyện tôi không nhỉ? Có chứ, em rảnh mà. Mời anh Dương ngồi. Ông Dương là người thật thà nên ông thẳng thắn hỏi bà Mai. Có hai mẹ con Mai ở đây thôi à? Chồng của em đâu rồi? Sao tôi không thấy vậy? Bà Mai làm bộ mặt buồn bã nói. Dạ, chồng em mất lâu rồi anh ạ. Chồng em là chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con em. Thế mà anh ấy không may bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Em mồ côi nên cũng chẳng có gia đình người thân. Chỗ dựa duy nhất của em chính là chồng. Thế mà anh ấy lại đi xa, bỏ mẹ con em một mình bơ vơ như vậy đấy. Ông Dương vội nói. Anh xin lỗi nhé, anh làm em nhớ tới những chuyện không vui rồi. Dạ không sao đâu anh, em không sao. Nhà em thương con gái của em lắm. Em khổ thế nào cũng chịu được. Nhưng con gái em nó còn quá nhỏ, tương lai của con bé còn dài. Thế mà con bé cứ phải chịu khổ cùng với em. Em buồn lắm anh Dương ạ. Ông Dương vội động viên bà Mai. Mai đừng nói tiêu cực như vậy chứ, ai muốn như vậy đâu mà. Bà Mai rơm rớm nước mắt, rồi bà than thở và tự trách bản thân mình. Em buồn lắm. Ai làm mẹ cũng mong con cái của mình có một mái ấm thực sự, có một gia đình trọn vẹn. Thế mà em lại không làm được. Đến bây giờ em vẫn chưa có một bến đỗ để con gái của em phải lưu lạc khắp nơi cùng em. Em vô dụng quá. Bà Mai ngồi khóc nức nở ngay trước mặt ông Dương. Thế cuộc đời của bà Mai khổ quá. Ông Dương đã động lòng, bây giờ lại càng động lòng hơn. Ông không biết phải an ủi bà Mai thế nào. Khoản an ủi động viên người khác ông Dương không giỏi. Ông giơ tay định nắm tay bà Mai để động viên, nhưng ông lại không dám. Cuối cùng ông lấy hết can đảm, đưa cho bà Mai cái khăn tay để bà lau nước mắt. Bà Mai thấy ông Dương đã động lòng, bà quyết tâm không bỏ qua cơ hội tốt này. Bà khóc nức lên, rồi bà dựa đầu vào vai của ông Dương. Ông Dương cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai của bà Mai và động viên bà. Thôi Mai đừng khóc nữa, tôi tin rồi Mai sẽ tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc thôi. Bà Mai không khóc nữa, bà ngẩng mặt lên nhìn ông Dương và hỏi. Anh nói thật không? Hay là anh chỉ đang an ủi em thôi? Tôi nói thật mà. Rồi Mai và con gái sẽ có một mái ấm hạnh phúc, hãy tin tôi đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dương nhiều. Cứ như vậy, bà Mai lại càng có nhiều cơ hội tiếp cận ông Dương hơn. Mới chỉ có một ngày tung chiêu mỹ nhân kế thôi mà bà Mai đã gặp ông Dương hai lần. Bà còn khiến ông Dương nhớ tới hình bóng của bà nữa. Bà Mai hôm đó đã thành công tiếp cận ông chủ nhà giàu có. Bà không hề biết con gái bà đã vất vả đi tìm việc thế nào. Lam đi tìm việc
nhưng chỗ nào họ cũng yêu cầu hồ sơ. Nhưng ngoài cái căn cước công dân ra thì Lam không có giấy tờ tùy thân. Trước mẹ cô về cô nhi viện sinh cô, sau đó mấy tháng bà lại ôm cô bỏ đi. Nói thật, bây giờ cô cũng không còn mặt mũi nào mà về cô nhi viện nữa. Bởi vì năm đó trước khi ôm con bỏ đi thì mẹ cô đã ăn trộm một số tiền lớn ở cô nhi viện. Cô biết mẹ cô vì cần tiền nuôi cô nên bà mới làm việc đó. Nhưng cô vẫn không thể ngừng trách móc mẹ. Mẹ cô chỉ về thăm cô nhi viện khi cần làm giấy tờ gì thôi. Làm xong mẹ cô lại biệt tích. Cũng may là mọi người cô nhi viện luôn tốt bụng, bao dung cho hai mẹ con cô. Chính vì họ quá bao dung, quá tốt bụng mà cô lại càng cảm thấy áy náy. Không tìm được việc làm, Lam buồn bã đi lang thang trên đường. Cô khát nước lắm. Thế quán nước nào ở vỉa hè bán nước mía chỉ có 10.000 một cốc thôi mà cô cũng không dám uống. Cô thở dài rồi đi tìm việc tiếp. Nhìn thấy một trung tâm thương mại mua sắm bán đồng hồ, túi sách, giày dép, mỹ phẩm và nhiều đồ trang sức. Họ tuyển nhân viên, cô vội bước vào hỏi. Nhưng ở đây cũng giống như nơi khác, họ đều yêu cầu hồ sơ, họ không nhận mỗi căn cước công dân. Lam buồn bã đi ra ngoài thì cô gặp ngay anh Phong, anh chàng hàng xóm ở phòng số 20 ngay sát phòng cô. Anh nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi. Chào em đi mua đồ đấy à? Lam không nhớ mặt Phong, liền cô còn đang nhìn anh thì anh vui vẻ nói. Anh là Phong, ở phòng số 20 đây. Em không nhận ra anh sao? À. Lam chỉ à một tiếng rồi cô quay đi. Phong đi theo và hỏi. Em cần lấy đồ gì anh lấy cho? Anh làm bán hàng ở đây mà. Anh sẽ tính phiếu giảm giá cho em. Lam thở dài và nói. Em không mua đồ. Em làm gì có tiền mà mua đâu đắt tiền như vậy chứ. Em tính xin việc nhưng người ta không nhận em, bởi vì em không có hồ sơ. Vậy à? Để anh hỏi hộ em. Anh có quen với ông chủ ở đây mà. Em ngồi uống nước cho anh một lát nhé. Lam nhìn Phong với ánh mắt đầy sự hy vọng. Anh có thể xin việc giúp em được không ạ? Anh không dám chắc, nhưng anh sẽ cố. Xin ông chủ cho em. Em ngồi chờ anh nhé. Dạ vâng. Phong kéo Lam ngồi xuống ghế. Anh rót cho cô một cốc nước mát. Lam uống một mạch hết cốc nước. Phong đúng là cứu tinh của cô. Cô đang sắp chết đói, chết khát thì cô gặp được anh. Uống hết cốc nước mát thì lại ngồi điều hòa mát lạnh. Lam tỉnh táo người, bao mệt mỏi cũng tan biến. Lúc này cô mới nhìn xung quanh một vòng. Trung tâm mua sắm này lớn quá. Đồ ở đây thì toàn là đồ đắt đỏ. Một đôi giày cũng mấy chục triệu. Cô bĩu môi. Đôi giày mấy chục triệu mà trông xấu dữ. Nếu là mình á thì mình chả bao giờ thèm mua rồi. Phong đi vào phòng của ông chủ để xin việc cho Lam. Ông chủ của trung tâm mua sắm là một người đàn ông vô cùng giàu có. Bố anh ta là ông chủ tịch của tập đoàn Kim Cương Đá Quý. Không biết anh ta với bố có xích mích gì mà anh ta ra ngoài kinh doanh riêng. Anh ấy đã mở trung tâm bán hàng thứ 5 ở 5 thành phố lớn. Phong từng giúp anh sửa xe nên hai người cũng hay nói chuyện với nhau. Phong đi vào phòng ông chủ và nói. Anh ơi, em có việc này muốn hỏi anh ạ. Ừ, hỏi đi. Em có đứa em họ ở quê mới lên. Em muốn xin anh cho đứa em đó tới đây bán hàng được không ạ? Ừ, cứ bảo em họ của cậu tới đây. Nhưng nó không có hồ sơ, em mới chỉ có căn cước thôi. Nhưng anh ấy, em xin đảm bảo rằng chắc chắn em họ em là một người tử tế, có nhân phẩm tốt. Xin anh cho nó tới đây làm việc anh nhé. Ừ, tôi tin tưởng cậu. Em họ cậu là cô gái đang ngồi đợi ngoài kia sao? Vâng ạ. Gọi cô ấy vào phòng nhân sự phỏng vấn luôn đi. Tôi sẽ gọi báo bộ phận nhân sự bỏ qua phần hồ sơ cho cô ấy. Vâng, em gọi luôn đây. Em cảm ơn anh nhiều. Nhờ có Phong giúp đỡ tận tình nên Lam được nhận vào bán hàng trong trung tâm thương mại lớn. Mà cô sẽ bắt đầu đi làm luôn. Có Phong đi cùng nên Lam cảm thấy rất yên tâm. Cô tự nhủ sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Cô muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, để mẹ cô từ bỏ cái nghề moi tiền đàn ông kia đi. Lam trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Bà Mai vừa thấy cô về tới cổng thì bà vội leo lên giường nằm. Bà giả vờ ốm để trốn tránh việc đi tìm việc làm. Mẹ ơi, con về rồi.
Bà Mai chậm rãi mở mắt ra. Làm về rồi đấy à? Con tìm được việc làm không con? Dạ con tìm được việc rồi. Anh Phong ở bên phòng 20 xin hộ con đấy. Từ ngày mai con bắt đầu đi làm rồi. Thế mẹ đỡ mệt chưa ạ? Mẹ đỡ rồi. Bây giờ đầu chỉ hơi đau một tí thôi. Để con nấu cháo cho mẹ ăn nhé. Mẹ chờ con một lát. Ờ. Bà Mai đã thành công đánh lừa Lam. Lam tưởng mẹ bị ốm thật nên cô không giục bà đi tìm việc nữa. Cô đã tìm được một công việc tốt nên cô bảo mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi một tháng. Tháng sau mẹ cô đi làm cũng được. Bà Mai vui lắm. Một tháng ở nhà thì bà thừa thời gian theo đuổi ông chủ Dương giàu có. Khi bà lừa được ông chủ Dương rồi thì bà đâu cần phải đi làm thuê nữa đâu. Bà sẽ xin ông Dương luôn một căn nhà để con gái bà ở cho thoải mái. Rồi bà sẽ moi tiền của ông Dương để cho con gái bà đầu tư kinh doanh. Rồi con gái bà sẽ làm bà chủ luôn. Bà Mai có nhiều dự định lắm. Nhưng mà dự định lớn nhất của bà vẫn chính là con gái bà. Bà muốn con gái của mình có một cuộc sống sung túc, giàu có. Một người mẹ dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền lo cho con gái của mình. Đáng thương hay đáng trách đây? Ngày làm việc đầu tiên của Lam ở trung tâm thương mại khá thuận lợi. Lam được Phong hướng dẫn tận tình cụ thể, từng chi tiết nhỏ nhất, nên Lam làm được việc luôn. Có người quen hướng dẫn ngay từ bước đầu nên Lam yên tâm làm việc. Lam thấy bản thân mình thật là may mắn. Cô vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, không quen biết ai. Thậm chí ngay cả bản thân cô, ngoài cái căn cước công dân ra thì không có một giấy tờ gì cả. Nếu như không có Phong thì Lam không thể xin được việc ở đây rồi. Phong là một chàng trai nghèo, nhanh ở tận trên vùng núi cao. Anh năm nay 22 tuổi. Anh xuống thành phố làm việc đã được 4 năm. Anh là một người sống tình cảm và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Anh nghèo vật chất nhưng là một người giàu tình cảm. Anh sống rất được lòng mọi người. Anh đã giúp đỡ ai thì anh giúp đỡ tận tình hết sức có thể. Tới giờ ăn trưa, anh chủ động lấy cơm giúp Lam. Anh quá tốt, quá tử tế với Lam. Mà lần đầu tiên được một người khác quan tâm tận tình giúp đỡ như vậy, Lam đã chịu mở lòng. Cô cởi mở với Phong hơn. Cô đã chịu mở miệng nói chuyện với Phong. Dần dần hai người thoải mái nói chuyện với nhau. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống, đời tư của mình. Phong sau khi biết Lam không có bố, 18 năm qua cô cứ lang thang theo mẹ đi khắp mọi nơi như vậy, thì Phong động lòng trắc ẩn. Anh bắt đầu thương cho cô gái nhỏ. Anh tuy nghèo nhưng vẫn có một gia đình hoàn chỉnh, vẫn có đầy đủ bố mẹ, anh chị em. Anh có một mái ấm gia đình thật sự, vẫn còn có nhà để về, chứ không phải phiêu bạt khắp nơi như Lam. Phong thấy thương Lam nhiều lắm. Anh muốn bảo vệ, che chở cho cô gái nhỏ này. Anh muốn cho cô có một mái ấm gia đình, để cô không phải lang thang đi theo mẹ khắp nơi nữa. Phong không biết do anh thương cô gái có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, hay là anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi nữa. 4 năm lên thành phố làm việc kiếm tiền, đây là lần đầu tiên anh thấy thương một cô gái nhỏ nhiều như vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô mỉm cười, anh thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp biết bao. Hết giờ làm việc, anh lại nhiệt tình chở cô về bằng chiếc xe máy cũ kỹ của mình. Chiếc xe tàu anh mua 2 triệu ở cửa hàng xe máy cũ để lấy phương tiện đi lại 4 năm qua. Tiền nào của ấy, cái xe máy 2 triệu nó kêu y như con bò giống. Đi đường thẳng thì không sao, cứ lên dốc là nó ẻ ẻ như công nông vậy. Thế nhưng anh rất tự tin nói: Lam ơi, lên xe anh trở về nhé. Thôi anh cứ về đi, em đi bộ một lát là tới nhà ngay mà. Em cứ lên xe đi cùng với anh, chúng ta ngay cạnh phòng trọ của nhau, bây giờ lại làm việc cùng với nhau, đi xe cùng nhau cũng tốt mà. Em đừng ngại, anh sẽ đưa em đi làm mỗi ngày. Em làm phiền anh quá, em cảm thấy ngại lắm. Không phải ngại đâu, anh chở em miễn phí. Lên xe đi, chúng ta đi về nhà không muộn. Lam thấy Phong nhiệt tình quá nên cô không tiện từ chối. Cô ngồi sau xe để anh chở cô về nhà trọ. Được chở Lam về phòng trọ, Phong cảm thấy tự hào hãnh diện lắm. Anh cứ mãi đắm chìm vào niềm vui ấy và đã đâm vào thùng rác ven đường. Sự cố ngờ nghệch của anh khiến Lam cười đau cả bụng. Phong vừa chở Lam về tới cổng khu trọ thì Lam thấy mẹ mình là bà Mai đi từ trong nhà của ông chủ Dương ra. Lam vội hỏi mẹ: Mẹ làm gì ở trong nhà của ông chủ thế mẹ? Bà Mai liền nói: À, mẹ có vài chuyện muốn hỏi ông chủ Dương.
Con đi làm về rồi đấy à? Vâng. Bà Mai nhìn thấy con gái về cùng với Phong, cậu hàng xóm nghèo, thì bà ngạc nhiên hỏi: mà sao hai đứa lại về cùng nhau thế này? Phong thấy vậy anh liền nói: dạ, Lam với con cùng nằm chung một chỗ, nên con và Lam đi chung một xe luôn cô ạ. Lúc này Lam mới nói với mẹ: hôm qua con đã bảo với mẹ là anh Phong xin việc cho con rồi mà. Con không có giấy tờ gì cả. Nếu không có anh Phong á, thì làm sao mà con được làm việc ở đó? Con nói thế mà mẹ không nhớ sao? Bà Mai lúc này mới nhớ ra tối qua Lam đã kể với bà như vậy. Nhưng do bà Mai nghĩ kế dụ ông Dương nên bà mới quên. Bà cười gượng: mẹ quên mất. Bà Mai giận lắm. Thế con gái của mình chơi với một người nghèo như Phong thì mặt bà sầm lại. Nhưng bà nhẫn nhịn đi về phòng. Phong không hề biết anh đã bị bà Mai loại từ vòng gửi xe. Một người nghèo như anh làm sao có cửa để làm con rể của bà. Lam vừa bước vào phòng thì bà Mai kéo cô lại, gặng hỏi cô: Lam, sao con đi chung xe với thằng Phong đó? Thì anh ấy xin việc cho con, con với anh ấy làm chung một chỗ. Anh ấy lại nhiệt tình quá, con không tiện từ chối. Mà chỉ là đi chung xe thôi mẹ, có gì to tát đâu mà mẹ khó chịu như vậy. Bà Mai kéo Lam ngồi xuống và dặn: con đi nhờ xe nó thì được, nhưng mẹ tuyệt đối cấm con không được có tình ý gì với nó. Con nghe rõ hộ mẹ, biết chưa? Lam bật cười rồi hỏi: tình ý là gì hả mẹ? Mẹ nghĩ con với anh Phong có tình ý với nhau á? Không có chuyện đó đâu. Con nói với mẹ rồi, con sẽ ở với mẹ cả đời mà, con không lấy chồng đâu. Không không, con phải lấy chồng chứ. Nhưng con lấy ai thì cũng phải tìm hiểu kỹ vào. Con gái của mẹ đẹp thế này, phải lấy một người chồng thật là giàu có, thành đạt, con hiểu chưa? Có khóc cũng phải khóc ở trên ô tô, lấy tiền mà lau nước mắt, chứ không được khóc ở trên xe máy, nước mắt nhạt nhòa trôi hết nhan sắc. Con hiểu ý mẹ không? Lam thấy mẹ cô thực dụng thật sự, cô thở dài nói: mẹ ơi, nếu con có lấy chồng thì làm sao mà con chọn được một người chồng giàu có thành đạt như mẹ nói? Mẹ không nghe người ta vẫn nói lụa nào úp vung đó à? Người ta giàu, người ta thành đạt thì phải lấy một người vợ tương xứng, môn đăng hộ đối. Mẹ nhìn con gái của mẹ đi, nhan sắc có hạn, lại còn mù chữ, mù văn hóa, hoàn cảnh nghèo khổ tới mức không có một mái nhà để về. Mẹ nghĩ con có thể lấy được một người chồng giàu có và thành đạt không ạ? Sao không? Thời nay con gái có giá lắm đấy chứ, đàn ông ế vợ thì đầy ra, nên con tha hồ chọn chồng, không phải lo. Trời ơi, con chịu mẹ rồi đấy. Thôi con đi tắm đây, không đôi co với mẹ nữa. Mẹ nói rồi nhá, đừng có chơi với thằng Phong, chọn bà mà chơi, chơi với những đứa giàu có ấy. Lam thở dài ngao ngán, nói giọng bất mãn: cách tốt nhất là con không chơi với ai, con chơi một mình thôi, đỡ mất công chọn lựa. Ơ, cái con bé này, mẹ nói thật chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời mẹ, trăm đường con hư đấy. Mẹ nói gì hay mẹ con làm gì cũng là vì muốn cho con gái của mẹ có một cuộc sống thật tốt, con hiểu chưa? Lam biết mẹ cô là người dài dòng lại nhải, nên cô trả lời cho qua chuyện: vâng vâng, con biết rồi. Bây giờ con đi tắm được chưa mẹ? Ờ, đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ mua nhiều món ngon lắm đấy. Lam nhìn mâm cơm thịnh soạn, có vịt nướng, mực chiên bơ, thịt bò xào bông cải, thì cô giật mình. Bởi vì lâu lắm rồi cô mới thấy mấy món ngon như vậy. Rõ ràng là hai mẹ con cô trả tiền nhà trọ và mua đồ dùng cá nhân thì hết tiền rồi. Thế mà hôm nay mẹ cô lại có tiền mua đồ ngon như vậy. Cô thấy ngạc nhiên nên hỏi mẹ: mẹ ơi, sao hôm nay nhiều món ngon thế ạ? Rõ là mẹ hết tiền rồi mà, mẹ lấy tiền ở đâu để mua đồ thế? Bà Mai cười tự tin nói: con cứ yên tâm, mẹ con mình sắp hết khổ rồi. Sau này mẹ sẽ mua cho con những món đồ tốt nhất. Con gái mẹ sẽ là một cô gái xinh đẹp và giàu có nhất. Lam thấy mẹ cô quá ảo tưởng vào những thứ không có thật, nên cô chỉ lắc đầu rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm thì Phong gõ cửa. Bà Mai ra mở cửa với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Phong cầm túi đồ trên tay, hớn hở nói: dạ, mẹ cháu ở quê có gửi xuống ít trứng gà sạch, cháu biếu cô 30 quả.
Bình thường ai cho cái gì bà Mai nhận luôn. Nhưng hôm nay Phong cho bà trứng gà thì bà lại không nhận. Bà thẳng thắn nói: tôi không lấy, cậu giữ lại mà ăn đi. Mẹ cháu gửi lên hẳn 60 quả, nhiều quá, cháu ăn bao giờ mới hết. Cô cầm lấy đi ạ. Tôi không ăn hộ đâu nhé, cậu mang về dùng đi. Cố nài nỉ tôi làm cái gì. Lam nghe thấy vậy, cô liền đi ra và nói: kệ mẹ, mẹ không ăn thì mẹ cứ nhận đi để con ăn cho. Lam đỡ túi đứng trứng ở trên tay của Phong và nói: anh cho em xin nhé, trứng gà to nhìn ngon quá. Ừ, mẹ anh gửi cả một bao gạo 50 cân nữa, để anh san cho em một nửa luôn này, nhiều quá anh ăn không xuể. Dạ, em thấy hơi ngại, nhưng em vẫn xin cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà, em không phải ngại nhé. Dạ vâng. Nhìn con gái tươi cười hớn hở với Phong, bà Mai tức điên lên. Bà nghĩ thầm trong đầu: cái loại nghèo hèn, nó tán tỉnh dụ dỗ con gái mình hay sao? Đừng có ảo tưởng, con gái tôi là vàng là ngọc, nó là chim phượng hoàng đấy, nó phải đậu ở trên cành cao, làm sao nó sánh vai bên một con gà như cậu được. Bà Mai không có gì trong tay, một ngôi nhà để chui ra chui vào bà cũng không có, thế mà tham vọng của bà lại quá lớn. Tiêu chuẩn chọn con rể của bà rất cao, bà luôn mong con gái của bà lấy được một người chồng giàu có, thành đạt như tỷ phú. Mặc dù ngày trước bà không hề cho con gái bà đi học chữ, bà không hiểu thế nào là môn đăng hộ đối. Với hoàn cảnh của bà thì Lam và Phong rất tương xứng. Dù chưa biết hai đứa trẻ có tình ý gì với nhau, nhưng bà Mai đã chê bai khinh thường Phong như vậy là rất quá đáng. Sáng hôm sau, Phong dậy sớm, anh đi chợ mua đồ ăn sáng, tiện thể anh mua luôn cả đồ ăn sáng cho Lam và bà Mai. Lần này bà Mai nhất quyết từ chối. Phong không cầm túi đồ về thì bà tỏ thái độ bằng cách tầm túi đồ ăn sáng ném thẳng vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của Phong. Lúc đó Lam còn chưa ngủ dậy nên cô không hề biết. Bà Mai còn chỉ thẳng tay vào mặt của Phong và nói gay gắt: cậu đừng có mà le ve bên cạnh con gái của tôi nữa. Tôi biết cậu cố tình dụ dỗ con gái của tôi thì cậu chết chắc với tôi. Cậu nghe rõ chưa? Phong ngập ngừng hỏi bà Mai: bác à, cháu làm gì sai? Sao bác lại ghét cháu tới vậy ạ? Vì cậu nghèo quá chứ sao? Cậu nghĩ cậu xứng với con gái của tôi à? Cậu có gì trong tay? Năm nay cậu 22 tuổi rồi, vẫn ở nhà trọ, với cuộc sống nghèo hèn này, thì đừng nghĩ tới chuyện kết hôn. Cậu hiểu chưa? Phong cứng họng, không nói được câu gì. Một phần do anh sốc trước cách suy nghĩ của bà Mai. Anh thấy hoàn cảnh của anh còn tốt hơn hoàn cảnh của bà Mai hiện tại. Thế nhưng anh không hiểu tại sao bà Mai lại khinh thường anh như vậy. Anh còn chưa biết phải nói gì thì bà Mai tiếp tục nói: tôi cấm cậu không được phép chở con gái tôi đi làm nữa. Cậu phải giữ khoảng cách với nó, nếu không cậu chết chắc với tôi đấy. Cậu nghe rõ chưa? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cái loại nghèo hèn lại còn hay mơ hão. À tôi biết rồi, cái bọn dân tộc nhà cậu hay bị ảo tưởng sức mạnh, đúng không? Tốt nhất đi là cậu lề về trên dân tộc nhà cậu mà cưới vợ, đừng có lảng vảng theo con gái của tôi, phiền phức. Bà Mai nói một tràng rồi bà đóng cửa đuổi Phong. Bà hậm hực đi vào phòng, miệng vẫn chửi lẩm bẩm: mẹ nó chứ, tức quá mà. Cái bọn dân tộc này lì lợm thật đấy, láo toét là mình đập chết. Lam tỉnh dậy, cô ngồi dậy và hỏi: mẹ nói chuyện với ai đấy ạ? À không có gì đâu, con dậy rồi đấy ạ. Vâng ạ. Bắt đầu thời tiết nóng rồi đấy, lúc lấy lương con mua cái điều hòa cho mát mẹ nhé. Bà Mai liền nói: cứ để mẹ lo chuyện đó cho, con không cần phải lo đâu. Lam thấy mẹ khỏe rồi nên cô hỏi: mẹ đỡ mệt chưa ạ? Nếu mẹ đỡ mệt rồi thì đi tìm việc mẹ nhé. Bà Mai thở dài nói: mẹ đỡ mệt rồi, nhưng mẹ nghĩ là mẹ sẽ không đi xin việc đâu. Mẹ giống con, chỉ có căn cước thôi mà. Hay để con bảo Phong xin ông chủ cho mẹ vào làm việc trong trung tâm mua sắm nhé. Ở đó làm thoải mát mẹ, thoải mái lắm mẹ, đã còn sạch sẽ nữa chứ. Mẹ già rồi, người ta không nhận đâu. Mẹ vẫn đủ tuổi lao động mà. Con thấy họ tuyển từ 18 tuổi tới 45 tuổi cơ mẹ. Mẹ mới có 36 tuổi thôi, mẹ lo gì. Bà Mai không muốn đi làm nên bà cứ rối quanh rối quẩn.
Cuối cùng bà lại giả vờ đau đầu để trốn tránh. Bà không muốn đi làm vì bà còn đang bận dụ dỗ mồi chài ông chủ Dương. Chỉ cần bà dụ dỗ ông chủ Dương thành công thì cuộc đời của bà sống ở trên đống tiền luôn rồi. Bởi vì bà phải đi làm thuê cho vất vả chứ. Bà Mai cứ kêu đau đầu rồi kêu mệt mãi. Phận làm con như Lam thì làm sao bắt ép mẹ cô đi làm được. Lam nghĩ để mẹ ở nhà nghỉ ngơi một tháng rồi đi làm sau cũng được. Lam thay quần áo, cô không thấy Phong đâu nên cô đi sang tìm anh. Phong bị mẹ Lam cấm nên anh không dám sang gọi Lam đi làm nữa. Anh đi ra ngoài đầu ngõ đợi cô. Lam không thấy Phong thì cô lẩm bẩm, sao hôm nay anh Phong lại không đợi mình nhỉ. Lam đi bộ ra ngoài cổng thì Phong vẫy vẫy, Lam ơi anh đây. Anh Phong, sao anh không đợi em? Anh không cho em đi nhờ nữa à? Có chứ, nhưng từ bây giờ anh cho em ở ngoài đầu ngõ nhé. Anh không muốn mẹ em nói em đâu. Chiều về anh chở em về tới đầu ngõ, sẽ đi bộ vào trong nhà. Như vậy mẹ sẽ không nói em và anh. Như vậy có được không? Nghe Phong nói như vậy, Lam đã hiểu ra vấn đề. Cô chắc chắn mẹ cô đã nói Phong những lời rất khó nghe, anh mới phải tránh như vậy. Lam thất vọng về mẹ lắm. Để Phong không phải khó xử, cô đã từ chối không đi cùng với anh nữa. Cô thở dài rồi nói, anh Phong à, mẹ em có nói những lời xúc phạm tới anh thì em xin lỗi anh nhiều nhé. Em cũng hiểu rõ mẹ em là người thế nào. Em nói mẹ nhiều lần rồi nhưng mẹ em không nghe. Tính mẹ luôn xấu vậy đấy. Thế nên từ bây giờ để tránh rắc rối cho anh, em sẽ tự đi làm. Em không đi nhờ xe của anh nữa đâu. Mấy ngày qua vì em mà anh mệt mỏi nhiều rồi. Xin lỗi anh. Nói rồi Lam quay bước đi. Phong vội chạy theo và nói, Lam, em hiểu sai ý anh rồi. Anh không sao mà. Mẹ em không nói gì anh cả. Anh tự nguyện cho em đi làm. Em đừng nói vậy có được không? Anh không cần nói nữa. Em biết rõ mẹ là người thế nào. Mẹ em là người thực dụng. Bà chỉ thích tiền thôi. Bà không muốn em đi cùng với anh đâu. Bà thấy em đi cùng xe với anh, chắc chắn là bà đã nói những lời rất khó nghe với anh phải không? Ở bên em, anh sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Nên hứa tránh xa em ra. Em xin phép đi trước đây. Lam à, anh muốn chở em đi làm mà. Anh rất muốn được làm điều đó cho em. Mẹ em nói gì cũng được, anh chấp nhận hết. Nào, lên xe đi, anh chở đi làm nhé. Phong cứ vậy nài nỉ để được chở Lam đi làm, nhưng cô nhất quyết từ chối. Phong cũng bất lực. Cô đi bộ phía trước, anh cứ đi xe máy phía sau một cách chậm rãi. Cả hai im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Phong vì không thể chở Lam đi làm vì mẹ cô cấm đoán nên Phong đã quyết định đi mua xe. Anh mua cho cô một cái xe đạp điện. Nhìn Phong cùng với chiếc xe đạp điện mà Lam vừa giận vừa thương. Cô giận anh vì đã ngu ngốc vì cô. Cô thương anh vì cô bị mẹ cô, anh bị mẹ cô xúc phạm danh dự. Thế mà anh vẫn lo cho cô, lại còn đi mua xe điện cho cô nữa. Cô quát anh, anh mua xe điện cho em làm gì? Em đi bộ có 10 phút là tới nơi à? Anh không biết sót tiền sao? Phong gãi đầu lý nhí nói, cái xe rẻ tiền mà em. Anh có tiền, em đừng lo nhé. Để em đi bộ mưa gió, anh không yên tâm. Rẻ thì cũng hết một tháng lương của anh đấy. Hay là anh mang xe trả lại cho người ta đi ạ? Coi như là lỗ vài trăm. Kìa em, em không nhận xe là mọi người lại cười chê anh đấy. Người ta đang cười chê ngu ngốc rồi kìa. Mày không thấy mình ngu ngốc thật sao? Em chỉ là một người xưng với anh, sao anh phải tốt với em như vậy chứ? Anh không ngốc đâu nhá. Nào, em lên xe đi, đi thử một vòng anh xem. Lam thở dài. Cô ngồi lên xe đi thử một vòng trước mặt Phong. Anh tốt với cô quá, khiến cô không còn gì để nói với anh nữa. Cô sẽ nhận cái xe này để lấy phương tiện đi làm, nhưng cô sẽ trả tiền cho anh khi có lương. Cô nói, anh Phong ơi, thế này nhá, em nhận cái xe của anh để lấy phương tiện đi lại, nhưng em sẽ trả tiền cho anh. Em sẽ trả góp trong vòng 3 tháng. Nếu anh không đồng ý, em nhất quyết không nhận xe đâu ạ. Lam à, em không nói nhiều đâu. Anh đừng ép em phải theo ý anh. Em không thích bị người khác ép mình vào khuôn mẫu. Anh hiểu ý em nói chứ? Lam quyết đoán quá nên Phong bắt buộc phải đồng ý theo cô.
Anh sẽ tìm mọi cách để giúp cô có một cuộc sống bớt khó khăn hơn. Không bằng cách này thì sẽ là cách khác. Buổi chiều hôm đó, Lam đã có xe điện để đi về nhà. Phong có việc nên anh ở lại về sau, Lam về trước. Xe cô đang đi bon bon trên đường thì cô nhìn thấy một cô gái trẻ tay dắt một chú chó màu trắng đi qua đường. Thế nhưng chiếc xe ô tô ở phía trước lại đi rất nhanh và không có dấu hiệu nhường đường cho cô gái ấy. Lam thấy không ổn thì cô vội dừng xe và chạy ra chỗ cô gái kia để kéo cô gái lùi lại. Lam kéo được cô gái lùi lại, không bị chiếc xe kia đâm phải. Nhưng còn chú chó cảnh kia thì cô không kịp cứu. Thế là chiếc ô tô đó cán qua người chú chó, khiến chú chó chết ngay tại chỗ. Cô gái kia hét ầm lên khi chiếc xe không dừng lại. Họ cố tình bỏ chạy. Lam nhìn thấy cảnh cô gái kia ôm chú chó khóc nức nở mà cô không khỏi xót xa. Lam đã động viên cô gái đó rồi chở cô gái đó về nhà. Mà thật tình cờ cô gái đó lại là con gái của ông chủ Dương, nơi mà Lam và mẹ đang thuê trọ. Ông chủ Dương sau khi biết chuyện Lam cứu con gái mình thoát chết thì hết lời cảm ơn Lam. Bà Mai, mẹ của Lam biết chuyện thì bà lại càng vui hơn. Như vậy hai mẹ con bà sẽ càng có cơ hội để làm thân với ông chủ Dương giàu có. Để cảm ơn Lam, ông chủ Dương và con gái đã mời Lam và bà Mai đi ăn tối. Thấy cơ hội đã tới, bà Mai ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Lam thì lấy cớ đau bụng ở nhà không đi. Bà Mai thấy Lam không đi cùng thì bà lại càng có cơ hội nói dối ông Dương. Có Lam đi cùng, nhiều khi bà nói dối không nổi, bởi vì Lam không cho phép bà nói dối. Ông chủ Dương đích thân đón bà Mai đi ăn. Ngồi trong xe, ông Dương hỏi: Mai, cái Lam đâu rồi? Sao con bé không đi? Dạ, cái Lam bị đau bụng ạ, để dịp khác anh nhé. Thế Mai mua thuốc cho con chưa? Em mua rồi, anh không cần lo đâu. Bà Mai quay sang nhìn cô bé con gái của ông Dương. Thế cô bé buồn, bà Mai biết cô bé buồn vì cái chết của con chó cảnh. Bà liền nắm tay cô bé và hỏi: Cháu đang buồn lắm phải không? Thương quá, sao mà người đó lái xe ẩu quá vậy chứ? Không cần biết đèn đỏ đèn xanh thế. Cô bé kia đang đau buồn vì mất con chó, bây giờ lại có người chạm vào đúng nỗi đau. Thế là cô bé òa lên khóc. Ngay lập tức bà Mai vào vai một người mẹ thảo hiền. Bà ôm cô bé vào lòng, vỗ về an ủi, cứ như hai mẹ con ruột thịt. Ông Dương nhìn thấy cảnh đó thì ông lại thấy rất ấm lòng. Ông và vợ đã ly hôn 10 năm. Vợ cũ của ông sống ở bên Hàn Quốc, nên con gái ông lâu rồi chưa được gặp mẹ. Con gái của ông thiếu tình thương của mẹ lâu rồi. Nay thấy một người phụ nữ ôm con gái ông như vậy thì trong lòng của ông trỗi dậy bao cảm xúc khó tả. Ông Dương chợt nghĩ, mình quên mất, con gái mình cũng cần có một người mẹ. Ba người đi ăn tối như một gia đình thật sự. Bà Mai rất quan tâm tới con gái của ông Dương. Bà gắp đồ ăn cho cô bé, bà bóc tôm, nhặt xương cá cho bé. Những cử chỉ ân cần quan tâm của bà Mai dành cho cô bé đã khiến ông Dương cảm động. Ông lại càng tự trách bản thân mình hơn. Đáng lẽ ra ông phải tìm cho con một người mẹ từ lâu rồi mới phải. Trước sự quan tâm dịu dàng giống như một người mẹ dành cho con gái của bà Mai, Ngọc Ánh, con gái của ông Dương, cũng rất yêu quý bà. Bà Mai được lòng cả hai bố con nhà ông Dương. Ba người ăn tối xong thì Ngọc Ánh nói rằng muốn đi mua mấy bộ quần áo, bởi vì sang tuần cô bé đi biển chơi với các bạn. Ông Dương liền rủ bà Mai đi cùng, tiện thể ông nhờ bà chọn đồ cho con gái luôn. Riêng khoản định bợ người khác thì không ai bằng bà Mai. Bà nhiệt tình lắm. Ngọc Ánh thử chiếc váy nào bà cũng trầm trồ khen: Đẹp quá con gái ạ. Nhìn con mặc cái váy xinh xắn này, nó đẹp lung linh như công chúa đấy. Đẹp thật hả mẹ? Câu nói của Ngọc Ánh khiến bà Mai và ông Dương nhìn nhau ngại ngùng. Bà Mai nghe Ngọc Ánh gọi mình là mẹ thì bà mừng lắm. Bà nắm bắt cơ hội này, nịnh bợ khen ngợi Ngọc Ánh hết lời. Ngọc Ánh lại ưa nịnh, bao lâu nay cô không được sống cùng mẹ nên cô luôn khao khát có mẹ yêu thương. Bà Mai lại dịu dàng quan tâm cô như vậy nên cô động lòng. Sau khi biết mấy hôm nay Ngọc Ánh bị mất ngủ, bà Mai liền hỏi: Giờ này con bị mất ngủ hả con? Dạ vâng. Thường quá, nếu con không ngại thì mẹ sẽ ngủ lại với con hôm nay. Mẹ sẽ giúp con ngủ ngon giấc. Con gái có đồng ý không nào?
Dạ, thế tối nay mẹ ngủ với con nhé. Ừ, mẹ sẽ ngủ với con gái. Bà Mai vốn chẳng yêu quý gì Ngọc Ánh đâu, nhưng vì bà muốn bước chân vào gia đình giàu có bậc nhất đó, nên bà phải cố tỏ vẻ mình là một người mẹ tử tế. Nhìn ngoài mặt thì ai cũng nghĩ bà là một người phụ nữ tử tế, nhưng không một ai biết được sự tử tế đó chính là bước đệm để bà bước chân vào gia đình giàu có kia. Bà Mai về phòng trọ dặn Lam. Lam ơi, nay mẹ ngủ ở bên nhà ông chủ con nhé. Con bé Ngọc Ánh nó bị mất ngủ, ông chủ Dương nhờ mẹ qua ngủ với con bé để giúp con bé ổn định tinh thần hơn. Con khóa cửa rồi đi ngủ nhé. Lam ngạc nhiên hỏi mẹ, sao mẹ phải làm như vậy? Nó bị mất ngủ thì liên quan tới mẹ sao? Bà Mai liền nói dối, thì con cứ coi như là mẹ đi làm việc kiếm tiền thế thôi. Mẹ làm bảo mẫu cho con gái ông ấy trả tiền cho mẹ. Công việc nhàn hạ lắm, con không phải lo đâu. Lam nhìn ánh mắt bà Mai là cô biết ngay bà đang nói dối. Cô thừa hiểu là mẹ cô đang tiếp cận ông Dương là có mục đích gì. Cô liền nói, mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ lại tính lợi dụng ông Dương phải không? Mẹ hứa với con thế nào, bây giờ mẹ lại quên à? Bà Mai vẫn một mực khẳng định mà không lợi dụng ông Dương, bà chỉ đang làm việc kiếm tiền. Lam không thể ngăn cản nổi bà, cô bất lực lên giường đi ngủ. Cô biết sớm muộn gì ông Dương cũng bị mẹ cô lợi dụng, nhưng cô không thể ngăn cản được, bởi vì mẹ cô diễn xuất quá giỏi. Bà nói lời điều hoa mỹ ngọt ngào nên mọi người ai cũng tin bà ấy. Cô muốn bà dừng lại sống tử tế, nhưng bà không nghe lời cô. Bà không chịu đi làm việc kiếm tiền, suốt ngày chỉ lo nghĩ cách lợi dụng người khác để moi tiền của họ. Mười mấy năm qua bà đều sống thực dụng như vậy. Đêm hôm đó, bà Mai mặc chiếc váy ngủ màu đỏ, bà nằm ôm Ngọc Ánh hát ru cho cô ngủ. Ngọc Ánh bao năm nằm ngủ một mình cô đơn, thế lại được một người phụ nữ giống như mẹ ôm cô ngủ, cảm giác bình yên ấm áp nên cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi Ngọc Ánh ngủ say, bà Mai mới nhẹ nhàng đẩy cô ra. Bà đắp chăn cho cô, rồi bà đi ra ngoài. Bà giả vờ đi tìm nước uống, nhưng thực chất là bà đi xe một vòng quanh nhà. Nhìn căn nhà lớn với những đồ trang trí đẹp mắt, nội thất đắt tiền, khiến bà Mai lác hết cả mắt. Trời ơi, sao Dương giàu quá vậy? Bao nhiêu năm cặp kè với đàn ông mà bà chưa thấy người nào giàu như ông Dương. Căn biệt thự to đùng, một mình ông sở hữu gần chục cái ô tô, nhà to, vườn rộng cả mấy nghìn mét. Trong nhà có hai người giúp việc. Bà Mai chợt nghĩ, nếu mình được làm vợ ông Dương, được sống trong căn nhà này thì sung sướng biết bao. Chả phải mó tay vào việc gì, vì tất cả mọi việc đã có giúp việc làm hết. Bà Mai chỉ nghĩ thế thôi, bà đã tưởng tượng ra cảnh bà sống trong nhung lụa gấm hoa, được đi du lịch vòng quanh thế giới, được mua sắm ở nơi hạng sang, ăn những món đắt tiền, khoác lên người những món đồ hiệu xa xỉ. Đi tới đâu người ta cũng phải ngước nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ. Bà Mai đang miên man trong ảo mộng thì tiếng của ông Dương khiến bà giật mình trở về thực tại. Mai, em đang làm gì à? Bà Mai giật mình, nhưng sau đó bà nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà nhìn ông Dương với ánh mắt đầy sự tư tình. Dạ, em khát nước quá, em muốn tìm chỗ để uống nước anh ạ. Nước ở phía bên kia để anh lấy cho. Nhà anh rộng quá, em đi một vòng mỏi cả chân mà không biết nước chỗ để ở chỗ nào. Nhà anh cũng bình thường mà em. Bà Mai lại tiếp tục khen ngợi ông Dương. Anh giỏi quá, anh giàu em ngưỡng mộ anh lắm. Anh cho em xin vía giàu được không ạ? Anh bình thường mà, ở ngoài kia còn nhiều người giàu hơn anh đấy. Em đã là cái gì đâu? Ngoài kia em không biết, nhưng trong mắt của em, anh Dương chính là người đàn ông giỏi nhất, tuyệt vời nhất, ngưỡng mộ thật đấy. Ông Dương nghe những lời có cánh của bà Mai thì ông vui lắm. Suy cho cùng, ai cũng thích được khen mà. Ai mà không thích là một người hoàn hảo trong mắt người khác đâu. Anh cảm ơn Mai nhé. Anh Dương không cần phải cảm ơn em đâu, nhưng lời em nói đều là sự thật mà. Bà Mai cứ liếc mắt đưa tình với ông Dương. Ông Dương hoàn toàn bị hạ gục trước một người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng như bà Mai. Ông Dương lấy cốc nước đưa cho bà Mai, thì bà giả vờ tuột tay làm cốc nước đổ luôn vào cổ áo của bà. Thế là bà Mai bị ướt hết áo, ở chòm áo ở ngực. Ông Dương cuống lên, vội lấy giấy chấm vào chỗ áo bị ướt của bà Mai, thì tay của ông chạm phải ngực của bà. Ông Dương đã cuống nên lại càng cuống hơn. Ông lắp bắp nói, Anh xin lỗi,
anh không cố ý đâu. Ông Dương ngại ngùng đỏ mặt quay đi, thì bà Mai lại kéo tay của ông lại, đặt tay của ông lên ngực mình. Tay của ông Dương run run, tim ông đập thình thịch. Ông định rút tay ra nhưng bà Mai giữ chặt lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ông Dương đã không thể thoát khỏi bẫy tình của bà Mai. Rồi hai người lao vào ôm hôn nhau. Một đàn ông đã 46 tuổi, ly hôn vợ cũ nhiều năm nên thiếu thốn tình cảm, nên gặp được một người phụ nữ cởi mở đa tình như bà Mai thì làm sao mà ông Dương thoát ra được. Sau nụ hôn nồng cháy, ông Dương đã kéo bà Mai vào phòng ngủ của mình. Cả đã có một đêm ngọt ngào bên nhau. Người đàn ông 46 tuổi đã chính thức phải lòng người phụ nữ 36 tuổi. Cũng từ hôm nay, bà Mai chính thức bước chân vào gia đình giàu có bậc nhất này. Cuộc đời của bà Mai cũng sang trang mới từ đây. Sáng ngày hôm sau, bà Mai dậy sớm tự tay vào bếp nấu đồ ăn sáng cho bố con ông Dương. Hai người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau. Sự xuất hiện của bà Mai ở đây khiến họ ngạc nhiên, bởi vì mấy hôm trước còn thấy bà Mai với tư cách là người tới thuê nhà, thế mà hôm nay đã thấy bà Mai xuất hiện trong nhà ông chủ với tư cách là bạn gái của ông chủ Dương. Ngọc Ánh thấy bố mình có tình cảm với bà Mai thì cô cũng ủng hộ nhiệt tình luôn. Cô cũng yêu quý bà Mai nên cô nhiệt tình vun vén cho bố. Cô còn dặn bố cô là trong một tuần cô đi du lịch thì ông ở nhà hãy nhân cơ hội này tiến tới với bà Mai đi. Được con gái ủng hộ nhiệt tình như vậy thì bà Mai và ông Dương vui lắm. Kế hoạch của bà đã thành công 90%. Giờ bà chỉ có một trở ngại duy nhất là Lam, cô con gái ngang bướng của bà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.